Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa đã duy trì nhiều ngày tại miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Trung Bộ. Từ hôm nay thì vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển lên Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Thời tiết tại những khu vực này sẽ có sự thay đổi đôi chút. Với khu vực miền Bắc dưới tác động của đới gió đông ẩm cộng thêm gió đông bắc đến đông của khối không khí lạnh suy yếu lệch về phía biển, nên trời nhiều mây và mưa xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông, sau mở rộng lên khu vực Trung Du rồi đến trưa nay thì lan sang vùng núi. Do đó mà nhiệt độ ban ngày không cao, chỉ trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Với khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ít chịu tác động của gió đông, mai vẫn có nắng nhẹ với nền nhiệt vẫn còn cao 28 đến 31 độ. Nhiễu động gió đông mở rộng lên phía Bắc, vùng tâm mưa lớn cũng dịch chuyển theo các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình trở thành vùng tâm mưa lớn với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh còn lại có mưa dông nhiệt vào thời điểm chiều tối. Có mưa nên nhiệt độ hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì ở ngưỡng thấp từ 27 đến 30 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 29 tới 32 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao 32-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày vẫn duy trì tình trạng nắng sớm với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Đây cũng là nơi có mưa dông tập trung về chiều tối do khu vực đang tồn tại một rãnh thấp mờ có trục vào khoảng 5-7 độ vĩ Bắc, cục bộ có mưa lớn gây ngập úng. Trên biển, hầu khắp Biển Đông bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc đến đông có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 nên không gây biển động. Thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai mưa có xu hướng giảm dần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.